Kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Nông nghiệp và Nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Cảm ơn Hội Nông dân tỉnh đã đồng hành cùng chương trình. Tạp chí Nông nghiệp và Nông thôn kỳ này có những nội dung chính sau. Phần tin Nông nghiệp và Nông thôn. Phóng sự dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản, cơ hội thoát nghèo cho nông dân. Một tư vấn nhà nông hướng dẫn trồng nho trong nhà màng. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù nắng hạn gay gắt, nhưng nhờ sự linh hoạt trong công tác điều hành, chỉ đạo, giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp Ninh Thuận đạt trên 3.300 tỷ đồng, tăng 4,71% so cùng kỳ và vượt kịch bản tăng trưởng 0,43%. Thời gian tới, ngành nông nghiệp Ninh Thuận tiếp tục thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, thực hiện có hiệu quả quy hoạch phát triển nuôi biển, quản lý tốt việc đánh bắt hải sản gắn với tuân thủ nghiêm túc quy định IUU, rà soát lựa chọn vùng chăn nuôi tập trung hợp lý theo hình thức liên kết gắn với công tác phòng chống dịch bệnh, tập trung trồng rừng thay thế, chăm sóc rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, phấn đấu đến cuối năm 2024 tốc độ tăng giá trị gia tăng đạt từ 4-5%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 48,14%. 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Ninh Thuận đã phát triển thêm 259,67 hecta ứng dụng công nghệ cao, vượt 39,67 hecta so với kế hoạch đề ra. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, ngành nông nghiệp Ninh Thuận tiếp tục tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai các cơ chế chính sách đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nông dân xây dựng các mô hình chuỗi liên kết ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến tiêu thụ. Đồng thời, tăng cường hợp tác với các viện, trường, trung tâm nghiên cứu đề tài, dự án, lai tạo các giống cây, con mới, có năng suất cao, chất lượng phù hợp với điều kiện của tỉnh để chuyển giao đến các địa phương nhằm tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm bền vững. Đến nay, diện tích ứng dụng công nghệ cao toàn tỉnh gần 826 hectare. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận đề xuất bố trí 9,3 tỷ đồng để nâng cấp sửa chữa các công trình cấp thiết tại cảng cá Đông Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Theo đó, các công trình được đề xuất đầu tư nâng cấp sửa chữa gồm hệ thống thu gom nước thải, nhà máy xử lý nước thải, nâng cấp cầu cảng, đường nội bộ, lắp đặt mái che. Riêng hạng mục nạo vét, tuyến luồng, vũng đậu tàu và khu neo đậu tránh trú bão được triển khai theo hình thức xã hội hóa và hiện đang hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai thi công trong năm nay. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề xuất đưa cảng cá Đông Hải vào danh mục dự án đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí 204 tỷ đồng. Ngày 1 tháng 6 vừa qua, đập dân Tuấn Tú trên sông Lu ở xã An Hải, huyện Ninh Phước đã bị vỡ, làm gián đoạn việc cung cấp nước tưới cho khu vực hạ du. Chỉ sau 3 tuần khảo sát, lên phương án kỹ thuật và triển khai thi công gấp rút liên tục, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thành việc xây dựng đập tạm Tuấn Tú. Việc hoàn tất thi công đập tạm Tuấn Tú đã khôi phục chức năng giữ ngọt ngăn mặn và đảm bảo cung cấp nước tưới cho hơn 139 hectare canh tác lúa và rau màu của xã An Hải trong vụ hè thu 2024. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận đang khảo sát lập phương án xây dựng lại đập dân Tuấn Tú theo hướng kiên cố nhằm đảm bảo sử dụng lâu dài. Chuyển sang phản ánh thông tin đáng chú ý khác, thực hiện dự án chống hạn, xói lở, ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã thống nhất triển khai dự án bằng việc xây dựng một tuyến đường ống chuyển nước từ hồ chứa sông Thang, huyện Ninh Sơn tới hồ chứa nước Lanh Ra, huyện Ninh Phước, với tổng vốn đầu tư trên 37 triệu euro do cơ quan phát triển Pháp tài trợ. Đây là dự án nhóm B, được giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận làm chủ đầu tư và triển khai thi công từ nay đến năm 2027. Khi dự án hoàn thành, sẽ đảm bảo nước tưới trực tiếp cho trên 3.000 hectare đất canh tác sau hồ, đồng thời tạo nguồn cấp nước cho khu tưới mở rộng phía thượng nguồn của hồ Tà Ranh và Bầu Rôn, huyện Ninh Phước, với diện tích khoảng 1.500 hectare. Trước tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm đang có chiều hướng gia tăng trên cả nước,
đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản gửi các ngành địa phương về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường chỉ đạo hướng dẫn đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm. Trọng tâm là công tác giám sát dịch bệnh, quản lý chăn nuôi, an toàn sinh học, vệ sinh tiêu độc khử trùng, công tác tái đàn chăn nuôi, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ và các biện pháp xử lý các ổ dịch, xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật. Giao các địa phương chủ động giám sát dịch bệnh gia súc gia cầm, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, khẩn trương rà soát, tiêm phòng các loại vaccine cho đàn gia súc gia cầm. Cùng với 27 tỉnh thành ven biển của cả nước, tỉnh Ninh Thuận đang quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, gọi tắt là IUU, chuẩn bị tốt các nội dung để làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu EC lần thứ 5. Ninh Thuận hiện có 2.308 tàu cá, trong đó có 862 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên, đủ điều kiện tham gia khai thác xa bờ. Đến nay, toàn tỉnh có 100% số tàu đều được cấp giấy phép khai thác hải sản, 99,6% số tàu cá được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, 99,7% tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, để góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU trong năm 2024. Ninh Thuận đang tăng cường các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU, kiên quyết không cho tàu cá rời cảng khi chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định. Đẩy mạnh tuyên truyền, thiết lập cơ chế, chia sẻ, trao đổi thông tin để kịp thời ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm IUU. Nhằm đa dạng hóa sinh kế, phát triển các mô hình giảm nghèo bền vững, tháng 11 năm 2023, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản tại thôn Bình Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc. Nhờ tăng cường tập huấn kỹ thuật chăm sóc phòng chống dịch bệnh, đồng thời thường xuyên kiểm tra giám sát trong quá trình nuôi, đến nay hầu hết bò của dự án đều khỏe mạnh và chuẩn bị sinh sản. Xây dựng chuồng trại chắc chắn. Cho ăn đầy đủ để bò phát triển tốt. Với chị Mang Thị Lẻo ở thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, đàn bò này được xem là sinh kế, giúp gia đình từng bước ổn định và vươn lên thoát nghèo. Nhà nước hỗ trợ thì hai con, vay tiền mua thêm hai con nữa. Mình cố gắng mình cắt cỏ, thì mình cho dôm ăn, rồi chiều thì mình cho cám, cho nó bổ sung thêm. Vậy á. Chứ làm sao nữa, nhà nước cho thì mình phải cố gắng chứ. Để sau này con cái mình nó cũng có quyền lợi chút đỉnh. Mình cũng đức, cũng bớt phần khổ. Không riêng chị Liễu, được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 4 con bò sinh sản, anh Thành Văn Nới ở thôn Bình Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc cũng rất phấn khởi. Với quyết tâm thoát nghèo, anh Nới tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, từ đó áp dụng vào chăn nuôi một cách hiệu quả. Hiện đàn bò chuẩn bị sinh sản giúp anh có động lực làm ăn, cải thiện cuộc sống gia đình. Rôm rã thì mình về, rồi muối mình và nó chỉ mình rải nhẹ nhẹ mỏng mỏng thôi, rồi mình ấp thứ nhất, thứ nhì nữa là buổi xé là cám đường, dùng nấm muối để cho nó khỏi cái tiêu chảy, đó, rồi cho nó ăn uống. Thứ ba nữa, chúng ta mình lấy muối mình cột ngay cái đó để nó trị loại cái lửa mùng lông móng. Rồi cái thứ tư nữa, dù 3 tháng mình sắc lá gà một lần, tiêm phát sinh phòng ngừa để lửa mùng lông móng, lại sắc lá gà cho nó. Dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản tại thôn Bình Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc được Hội Nông dân tỉnh triển khai từ tháng 11 năm 2023. Có 10 hộ là nông dân nghèo, còn nghèo và mới thoát nghèo tham gia dự án.
Mỗi hộ được hỗ trợ 24 triệu đồng từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và vay 16 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh để mua 4 con bò sinh sản. Thời gian thực hiện dự án và hoàn vốn cho Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh trong vòng 36 tháng. Thôn lựa chọn xét những hộ mà chịu khó, cần cù, có kinh nghiệm nuôi nhiều năm. Bà con cũng rất vui mừng, phấn khởi khi được nhà nước và đảng quan tâm. Nhà nước hỗ trợ là phát triển, là mừng, cảm ơn nhà nước, mừng do nuôi thật tốt, chăm sóc cho nó thật tốt, quyết tâm thoát nghèo, sau này nó sinh sản cho có đời con. Để dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản tại thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc phát huy hiệu quả, Hội nông dân các cấp và chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện từng tháng. Đồng thời, cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ các hộ chăn nuôi theo hướng cầm tay chỉ việc. Nhờ vậy, sau 8 tháng triển khai, hầu hết bò thuộc dự án đều khỏe mạnh và chuẩn bị sinh sản lứa đầu. Hội nông dân tỉnh phối hợp với Hội nông dân huyện là thường xuyên mở các cái lớp tập huấn để cho bà con biết được cái cách thức chăn nuôi. Đối với là những hộ chăn nuôi này thì họ biết áp dụng vô cái khoa học kỹ thuật bột là rơm có ủ thêm muối. Thứ hai là sau khi bổ sung buổi chiều về thì bà con là cho uống cám kết hợp với thức ăn chăn nuôi là hòa cho uống thêm. Và thứ ba là thường xuyên là xịt khử trùng chuồng trại thì so với lại cái cũ thì cái mới này nó sẽ có hiệu quả hơn. Dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản tại thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc đã hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có điều kiện để phát triển kinh tế gia đình, có thêm thu nhập và từng bước thoát nghèo bền vững. Nho là cây trồng có giá trị kinh tế cao nhưng lại rất mẫn cảm với thời tiết. Vì vậy, để sản xuất hiệu quả loại cây trồng khó tính này, với sự hỗ trợ hướng dẫn của ngành nông nghiệp, nhiều trang trại và hộ trồng nho ở Ninh Thuận đã mạnh dạn thử nghiệm mô hình trồng nho trong nhà màng nhằm hạn chế tác động của các điều kiện thời tiết bất lợi và nâng cao năng suất, chất lượng trái nho. Một tư vấn nhà nông kỳ này sẽ hướng dẫn kỹ thuật trồng nho trong nhà màng để bà con nông dân nắm rõ và nhân rộng. 1. Cách làm nhà màng. Để trồng nho trong nhà màng đạt hiệu quả, chiều cao của nhà màng phải cao hơn 2 mét, tốt hơn là lựa chọn một thiết kế hình vòm. Nhiều giống nho bắt đầu kết trái sau khi trồng 1 năm, vì vậy khung nhà màng phải được làm bằng chất liệu bền đẹp và sử dụng được nhiều năm. Nhà màng phải được thông gió thường xuyên, đối với một nhà màng nhỏ phải làm ít nhất 2 lỗ thông hơi mở. 2. Thời gian trồng nho trong nhà màng. Trồng cây con trong nhà màng bắt đầu vào tháng 11 hoặc đầu mùa xuân. Cây con phải khỏe mạnh, không bị hư hại và có bộ rễ khỏe. Khoảng cách giữa các cây con khoảng 1,5 m, chiều sâu của hố là 68 cm, chiều rộng là 80 cm. 3. Chăm sóc nho trong nhà màng. Chăm sóc bao gồm việc duy trì nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng mong muốn. Nhiệt độ không khí trong nhà màng phụ thuộc vào giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây nho. Khi thân bắt đầu hình thành, nhiệt độ ban ngày phải trên 15 độ. Vào ban đêm không dưới 8 độ. Trong thời kỳ ra hoa, nhiệt độ ban ngày có thể lên đến 25 độ, vào ban đêm không dưới 15 độ. Khí hậu nóng là cần thiết vào thời kỳ chính. Trong thời gian này, nhiệt độ ban ngày cần được nâng lên 30 độ và ban đêm trên 20 độ. Ngoài những quy tắc này, việc chăm sóc bao gồm việc đặt lịch tưới, bón phân, xới đất, làm cỏ, cắt tỉa cũng phải thực hiện theo đúng quy trình. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Nông nghiệp và Nông thôn kỳ này tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.